Hello, xin chào các bạn trở lại với Sơm Công Nghệ. Bữa nay thì đi trực ở trong cái chỗ làm mới nè. Ban đêm mà ngủ không được là cái lôi cái thông tư 24 ra, cái nghiên cứu xong rồi bây giờ chia sẻ lại cho mấy bạn về cái vụ mà định danh biển số. Hôm nay thì từ ngày mà thông tin từ 1 tháng 7 bắt đầu định danh biển số xe máy, mọi người rần rần thắc mắc là không biết giờ xe mình 3 số, 4 số rồi mà không chính chủ nữa, mua đâu hồi đời cổ lỉ cổ lai nào năm 1900 hồi đó tới giờ, rồi bây giờ đem đi định danh rồi có cần phải thủ tục gì hay không. Thì có một cái thông tin cũng khá là tốt từ ở thông tư 24, làm bên cơ quan chức năng không bắt buộc các chủ xe, người đang sở hữu sử dụng xe biển 3 số 4 số phải đi định danh sau ngày 15 tháng 8 cũng như là đổi thành biển số 5 số. Có nghĩa là những chiếc xe biển 3, biển 4 đó, những chiếc xe biển tứ quý, biển 1234 hay là biển 6868 gì đó, biển số đẹp mà 4 số người dân muốn giữ lại sử dụng đó thì vẫn giữ lại sử dụng bình thường nha. Nếu như không có nhu cầu lên biển 5 số thì thôi không sao cả. Rồi, chuyện này bình thường không sao hết. Nhưng nó sẽ có vấn đề nảy sinh nếu như mà cái người chủ xe chính chủ nha, đó, người ta muốn đi định danh thì người ta sẽ phải đổi lên 5 số. Cái trường hợp này nó xảy ra là một cái vụ án thế này. Một cái ông chủ xe tứ quý 4 đi, ổng đang có cái ý định là lấy lại chiếc xe mà ổng đã bán, thì ổng làm sao? Ổng sẽ báo chiếc xe của ổng đã bị mất và ổng tìm thấy cái chiếc xe đó đang đậu ở một cái chỗ nào đó, đang người ta sử dụng, nói xe tôi bị mất từ hồi năm nào đó, giờ tôi gặp chiếc xe đang ở đó, thì ổng trình báo cơ quan công an. Thì các bạn nghĩ coi, cái người mà mua chiếc xe sau cùng mà qua N đời chủ đó đó, họ có thể giữ lại được hay không nha? Các bạn suy nghĩ đi, tôi thì tôi cũng chưa suy nghĩ ra để tôi trả lời câu hỏi này cho các bạn. Do đó, nếu như mà chiếc xe mà các bạn đã mua người ta rồi, cố gắng tìm chủ để sang tên nha. Còn trường hợp tôi vừa mới kể đó, là ông đó ông biết đó, chiếc xe đó và ông thích chiếc xe đó, ví dụ như chiếc rim rim 2 đi, mua hồi năm 2002 03 gì đó. Bây giờ ông muốn lấy chiếc xe đó lại mà giờ qua mấy chục đời chủ rồi, ông biết cái người cuối cùng xài đó, ông nói xe tôi mất hồi năm đó, ông nói giờ ông trình báo đó, giờ ông thấy vậy đó, thì các bạn tính sao? Phức tạp đúng không? Rồi, chốt lại vấn đề là những anh em nào đang sử dụng xe biển 3 số, 4 số mà nếu chưa có ý định lên 5 số tại biển số đẹp quá, hoặc là ngán thủ tục rườm rà tiền bạc này kia phức tạp và khác tỉnh này nọ, thì cứ giữ đó mà xài. Nhưng mình giữ xài, mình cố gắng chạy xe đảm bảo luật an toàn giao thông đường bộ, cố gắng không gây ra bất cứ những cái vấn đề gì phát sinh mà để cho cái chiếc xe mình rơi vô tay công an. Tại vì nếu như mà các bạn gây ra một cái tai nạn nho nhỏ, da quẹt gì đi, mà nó cần phải có công an giải quyết, thì họ sẽ truy lùng ra là xe các bạn mua nhưng mà chưa sang tên đổi chủ, rồi các bạn không chứng minh được cái nguồn gốc xe, thì hơi lu bu phức tạp nha. Tôi cũng khuyên thật lòng là chúng ta nên tuân thủ pháp luật để mà chúng ta thảnh thơi đầu óc, thảnh thơi thời gian trong các công việc của chúng ta. Tại vì dính tới giấy tờ thì các bạn biết nó lu bu lắm mấy bạn. Mấy bạn làm cái các bạn cũng hiểu ha, bạn đã từng trải qua hiểu hết trơn ha. Rồi, kết thúc video thì tôi chúc các bạn có nhiều sức khỏe, có nhiều chuyến xe và cũng có được nhiều cái gì ta? Khách hàng thân thiết để có nhiều cái cuốc ngoài chạy ok. Bye bye.